chúng ta đã biết rằng là trong tiếng Nga, nếu như chúng ta muốn sử dụng động từ vào trong câu, nếu mà không có một cái lý do nào đó đặc biệt thì các động từ phải chia đấy. Đó, các động từ làm vị ngữ phải chia. Đó, như vậy ở đây chúng ta có động từ izuchat và gavarit. Động từ izuchat chia theo nhóm 1, gavarit chia theo nhóm 2. Trong tiếng Nga tất cả các động từ được chia theo kiểu nhóm 1 và kiểu nhóm 2. Tất nhiên chúng sẽ có một vài cái sự khác biệt giữa nhóm 1 và nhóm 2, nhưng điều đó không khác biệt lắm. Khi có một vài động từ nó chia hơi lạ một chút đấy. Đó, nhưng mà có một những cái động từ chia hơi lạ đó thì nó cũng không nhiều lắm, cho nên là khi chúng ta gặp động từ nào đó thì chúng ta sẽ cùng nhau chia. Thế thì đại đa số các em đều muốn nói rằng là thôi thế cứ biết cách chia hai nhóm này là chúng ta chia được các động từ. Không phải hoàn toàn như thế đấy. Đại đa số thì các động từ nó chia đúng theo hai nhóm này luôn đấy. Đó. Thế nhưng mà cũng có một vài động từ nó chia nó hơi khác lạ đi một chút, nó do cái đặc thù của từng động từ. Vậy thì tuy động từ được vẫn được gọi là chia theo nhóm 1 hoặc chia theo nhóm 2. Đó. Thế nhưng mà khi chia thì chúng sẽ hơi có cái biến đổi nó là lạ một chút. Vậy thì trong trường hợp như thế thì bắt buộc chúng ta vẫn phải tra xem là cái động từ đó nó chia như thế nào đấy. Đó. Tạc. Bây giờ thầy giáo hỏi các em là hôm trước thầy giáo có khuyên các em là nên làm những quân bài để ghi các động từ các em đã làm chưa? Dạ rồi thầy. Rồi, và các em bày xuống ra trước mặt đấy. Đó, các em bày nó ra trước mặt, và như vậy chúng ta sẽ biết là khi hỏi đến động từ nào ở đó thì chúng ta sẽ biết ngay cách chia của nó như thế nào đấy. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử chia động từ izuchat, thơ chia giữa đồng giá này thầy giáo nào. Giá. Iu iu chayu đà tươi iu iu chayu đấy. Chị em lưu ý cái âm này, âm ch 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 đấy, âm ch, âm ch, nó nói hơi nặng một chút đấy. Ya iu chayu ti iu chayu on iu chayu đấy. Đó, tác tiếp theo nào. Mười mười iu chayu. Đà vui. Vui yêu trai ạch. Đà anh ý. Anh ý yêu trai ụt. Anh ý dù trai ụt đấy. Ý dù trai ụt đấy. Đó. Tạc, thế có nghĩa là gì nào? Nếu bây giờ chúng ta nói là chúng tôi học. Tôi học, ý dù chắc là học đấy. Tôi học thì các em phải nói là Ya ý dù trai ụt đấy. Thế nói là anh ấy học tiếng Nga. Ôn ý dù trai ụt. Chúng tôi học tiếng Nga. Mười ý dù trai em đấy. Đó. Hiểu chưa nào? Thế có ngôi nào nó đi theo ngôi đó. Ya thì nó là you, izuchayu. Chứ đừng có nói ya mà izuchayem đấy. Đúng nào. Có một số em nói như vậy đó. Em nói ya izuchayem. Ya phải là izuchayu. Nhớ chưa nào? Đó, đây là cách chia của động từ. Ta, bây giờ Nam chia giúp thầy giáo động từ gavarit. Chia cho nhóm 2. Ya. Ya gavariu. Gavariu tươi. Tươi gavaris. On. On gavarit. Đà mười. Mười gavarim. Đà mười gavarim với. Với gavarit trẻ. Đà anh ý. Anh ý gavarit. Gavarit đấy. Đà. Thế bây giờ chúng ta mới xem tiếp nào. Chúng ta có động từ uchit. Động từ uchit của chúng ta sẽ chia như này đấy. Động từ uchit. Đây là chúng ta thấy gì? Ya gavariu. Đây nó không nói là ya uchiu. Bởi vì sao? Sau âm chờ. Không viết nguyên âm đôi đấy trong trường hợp này đấy. Vậy thì đáng ra đây phải là u nhưng mà lại viết là u. Đó, chúng ta biết rằng trong tiếng Nga có 7 động từ có 7 phụ âm mà sau đó người ta không được viết ư chẳng hạn đấy. Thì tương tự như vậy trong trường hợp này là sau âm chờ, cụ thể sau âm chờ là cũng không được viết u, cho nên là viết thành u đấy. Tương tự như vậy đây không được viết là ya, cho nên viết là at. Đó, ya u chu tươi u chi. Song song với cái việc nó biến đổi cái ngôi ya và a nhi, nó còn thay đổi trọng âm nữa đấy. Ya u chu tươi u chi on u chi mới u chi mới u chi chia như u chật đấy. Đó, thế đấy là cái cách mà thầy giáo học học chia động từ. Học chia như thế nào? Ya u chu tươi u chi su nu chi mu chi với u chi chia như u chật. Đó, thầy giáo cứ ngồi và đọc như vậy đấy. Đó, đọc đi đọc lại như vậy cho nó quen. Tương tự như là việc các em học cái bảng cửu chương khi mà các em vào lớp 1 ấy, đấy, đúng không? Vào lớp 1 học bảng cửu chương như thế nào? 2 lần 1 là 2, 2 lần 2 là 4, cứ thế đọc thôi.
nhiều khi chả hiểu gì cả nhưng cứ thế là đọc đấy. Tương tự như vậy ở đây chúng ta cũng vậy. Yếu chủ tiểu chỉ số nổ chỉ mưu chim vưu chỉ che như u chật, đọc để cho nó quen mồm. Thế quen mồm thì khi chúng ta nói tươi cái các em nói luôn u chỉ mới u chim anh nhỉ u chật đó, thấy chưa nào? Tác vụ à, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái cơ động từ izu chat, à động từ izu chat nó sử dụng như thế nào. Yai zu chayu mu izu chayem ruski izu, tôi học tiếng Nga. Yai mu izu chayem ruski izu đấy, à tôi học tiếng Pháp. Mu izu chayem francuski izu, tôi nói tiếng Pháp. Ya gavariu pa ruski, ana izu chayet ruski izu, ani izu chayut ruski izu. À, động từ учить nè. Мы учим французский язык. Мы изучаем французский язык. À, tương tự như vậy, учить và изучать tương đương giống nhau đấy. Đó. À, nhưng chỉ có điều khi sử dụng nó sẽ có sắc thái hơi khác biệt một chút đấy. Nhưng mà đại đa số là ý nghĩa của nó, à, hai động từ này nó na ná giống nhau. Các em có thể nói я мы учим французский язык cũng được. Tôi học, chúng tôi học tiếng Pháp. Và мы изучаем французский язык cũng được đấy. À, thế bây giờ nó khác nhau ở chỗ nào? Động từ учить là nó chỉ, à, nó chỉ là cái việc học. Ví dụ em nói là, à, cậu học, à, tiếng gì? À, chúng tôi học tiếng Pháp, мы учим французский язык đấy. Thế còn động từ изучать, изучать nó có nghĩa là nghiên cứu sâu hơn đấy. À đó. Thế vậy thì có nghĩa hóa ra là gì nào? À, изучать là học và có tính nghiên cứu. Thế còn учить là học thông thường đấy. Thế vậy thì việc học thì ai cũng học được. Đấy, học thì kể cái đứa trẻ con lớp 1 cho đến nhà bác học. À, đều học được đấy. Nhưng mà nếu là đang nói izu chat thì, à, nó chỉ những cái người học chuyên ngành ngôn ngữ đấy. Đó. Ví dụ như là gì? À, các em học, à, tiếng Pháp, à, các em học, à, tiếng Anh thì có nghĩa là các em học, à, để cho nó biết thôi. Thì các em sẽ nói là учить. Thế nhưng mà các bạn ở trong trường đại học, à, tổng hợp quốc gia, các bạn học về khoa tiếng Pháp chẳng hạn đấy. À, thì lúc đó là các bạn học chuyên ngành tiếng Pháp 5 năm thì lúc đó các bạn sẽ nói là izu chat francuski đấy. À, cái hiểu chưa nào? Cái sự khác biệt nó như vậy đấy. Đó. À, thế như vậy là gì? Ngoài ra thì thông thường người ta vẫn có thể nói là yeah, izu chai francuski zuk đấy. À, nói như thế cũng được. Nhưng mà nghe như thế thì có nghĩa là gì nào? Nghe nó có vẻ là to tát đúng không ạ? Thế còn bình thường người ta nói yêu chủ francuski zuk đấy. À, đó, tác vụ. À, như vậy là chúng ta đã làm một vài ví dụ như vậy. Bây giờ, à, thơ đọc giúp thầy giáo các câu này từ trên xuống dưới nào. Mươi izu chai em. Mươi izu chai em. Русский язык. Мы изучаем русский язык. Мы изучаем русский язык. Русский язык. Да. Мы изучаем французский язык. Мы изучаем французский язык. А, em có đọc đúng không đấy? À, hơi khó đọc. Так, à, thì chúng ta sẽ đọc chậm nào. Мы изучаем. Мы изучаем французский язык. Французский язык. Я язык. Язык. Да, французский язык, да? А, đọc tiếp nào. Я говорю. Em nói nè. Я говорю. По-французски. По-французски. Да, по-французски. Она изучает. Она изучает. Русский язык. Русский язык. 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 Русский язык, да. Нам đọc thử giữa thầy giáo nào. Они изучают. Они изучают. Русский язык давно. Русский язык давно. Давно, да. Мы учим французский язык. Мы учим французский язык. Мы учим французский. Французский. А, các em bỡ ngỡ cái từ французский cách đọc nó đấy. À, ta. Thế nó đọc nó như nào? Французский. Đấy. Chúng ta có từ французский dịch đấy. Đó. Chúng ta đọc như nào nào? Chúng ta sẽ đọc nó như nào nào? À, ta. Французский. Đấy đấy đấy. À, đấy. Французский. À, chúng ta sẽ đọc là F. Ran. Французский. Су. 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 Французский. Французский. Я. Язык. Язык. Французский язык. Да.
Francuski язык. À cái từ này tại sao ở đây các em khó đọc, bởi vì nó có chữ giờ sờ này, các em cũng không biết là nó đọc như thế nào đấy. À chữ sờ này nó đứng trước chữ khởi vẫn đọc là sờ, lẽ dĩ nhiên rồi đấy. Và chữ giờ này đứng trước chữ sờ tức là giờ là hữu hữu thanh, đứng trước chữ sờ vô thanh thì nó bị đọc thành vô thanh tương ứng, mà vô thanh tương ứng của sờ nó là sờ, à của giờ nó là sờ đấy. Cho nên đọc thành một chữ sờ thôi, đọc thành một chữ sờ này thôi đấy. Francuski язык đấy, đó đơn giản chưa nào, phải không đấy? Đó tác bột à, đó trông thì phức tạp nhưng mà đọc rất dễ. Francuski язык, Francuski язык đấy. À mi dùi cho em Francuski язык. À thơ nói thử nào. Mi dùi cho em Francuski язык. Мы изучаем французский язык. Ôi giời, hơi bị giỏi rồi đấy. Đấy. Так, хорошо. À thế như vừa rồi chúng ta cùng nhau học chia học chia hai dạng động từ, theo nhóm 1 và theo nhóm 2 đấy. Изучать нhóm 1, говорить nhóm 2. Đó. Thế nhưng mà ở trong tiếng Nga lại có một số động từ nó vừa chia theo nhóm 1, vừa chia theo nhóm 2 đấy. À đó là động từ gì nào? Động từ khai triển. Khai triển là muốn đấy. À đó, vậy hôm chúng ta học thêm động từ này về, các em phải lấy tờ bìa viết thêm ra động từ này nhé. Я хочу. Ты хочешь. À đây là nhóm mấy đây? Dạ nhóm 1. Nhóm 1 bởi vì sao? Ngôi ты là yes đấy. Он хочет. À, thế từ đây là мы хотим. À đây từ ngôi đây không phải е nữa mà là и, thì vậy nó là ở nhóm 2 đấy. Мы хотим. Вы хотите. Và đây đặc trưng của nhóm 2, anh như khá chặt, ngôi anh như là giạt chứ không phải là dịt đấy. Đó, thấy chưa nào? Tắt. Đó, thế vậy thì không những thế mà còn biến đổi thân từ nữa đấy. À, ở ba ngôi số ít theo nhóm 1 thì lại biến đổi thân từ là chờ. À sang ba ngôi số nhiều ở nhóm 2 theo nhóm 2 thì biến đổi thân từ lại là tờ đấy. Đó. À chúng ta nam đọc nào. Я хочу. Я хочу. Ты хочешь? Ты хочешь? Он хочет. Он хочет. 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 Он хочет. Да, он хочет. Мы хотим. Мы хотим. Вы хотите? Вы хотите? Они хотят. Они хотят. Да. Thôi đọc thử nào. Đọc liền, em đọc luôn luôn tất cả. Я Я хочу. Ты хочешь. Trọng âm nó lại rơi vào ô đấy. À, âm ô có trọng âm được đọc là ô. Да, он. Он хочет. Мы хотим. Вы. Вы хотите? Хотите? Да. Хотите? Они? Они хотят. Они хотят. Они хотят. Они хотят. Они хотят. Đấy. À như vậy thơ cần phải đọc nhiều hơn nhé. Thơ đọc nhiều hơn. Đấy. Nam đọc vững hơn một chút thì các bạn có thể gặp nhau ngay ở trong cái nhóm này. Đấy. À các bạn nếu không sống gần nhau, à các bạn có thể gặp nhau ở ngay, bật ngay cái nhóm này ra, các bạn tự nói chuyện với nhau đấy, các bạn tự gọi tự nói với nhau được mà đấy. Đó, các em hiểu chưa nào? Đấy, à, ở trong cái nhóm Sky này. À thầy giáo có để ý thầy giáo trong khi dạy mà nhìn thấy các em nói chuyện với nhau thì cũng các em cứ tự nhiên thôi, bởi vì sao, thầy giáo cũng làm việc liên tục đấy. À đó, à, bật ra xong rồi hỏi Nam, hỏi thơ, thơ hỏi Nam xem là đọc như thế nào, kiểm tra giúp nhau đấy. Tác vụt. À tiếp theo nào, động từ khai triển nó có một cái đặc thù là nó có thể cộng với lại infinitive. Infinitive tiếng Nga có nghĩa là động từ nguyên thể đấy. Infinitive đây có nghĩa là động từ nguyên thể. Đó, động từ nguyên thể. À đó là từ viết tắt inf. Inf. Đấy. À người ta viết tắt là inf. Thế và viết đầy đủ là infinitive. À đó. À thế như vậy người ta sẽ cho chúng ta một cái công thức là động từ khai triển có thể sử dụng với động từ nguyên thể. Đấy. À đó. À vậy là chúng ta thấy là gì nào? Nếu sử dụng với động từ nguyên thể có nghĩa là đằng sau cái động từ này chúng ta có thể
chúng ta có thể để bất cứ một động từ nào khác mà chúng ta muốn nói đấy. Ví dụ bây giờ chúng ta có thể nói là gì nào? Tôi muốn học tiếng Nga. Я хочу. Nào, я хочу. Đấy chưa nào? Я хочу. À, изучать. Đấy. Русский язык. À thế như vậy em thấy đây là gì? Động từ lúc này không phải chia nữa. Đấy. Đấy chưa nào? Chia một động từ thôi. Chia động từ khai chết là được rồi. Đấy. Thế còn đằng sau nó là cái gì thì chúng ta để nguyên. Я хочу изучать русский язык. Đấy. Thế bây giờ nó nói tôi muốn nói tiếng Nga nào. Я хочу говорить по-русски. Đấy. Tôi muốn nói tiếng Nga. Đấy. Đấy. À đó. À bây giờ nói anh ấy muốn nói tiếng Nga đúng nào. Он хочет. Хочет. Он хочет. Đấy. Говорить по-русски. Правильно. Правильно là đúng. Đấy. À chúng ta có từ правильно. Đây правильно. 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 Правильно là anh ấy muốn nói tiếng Nga đúng. Đấy. À. Он хочет говорить по-русски. Хорошо. À. Cô ấy muốn nói tiếng Nga đúng. À muốn nói tiếng Nga tốt đấy. Она хочет говорить по-русски. Хорошо. Đấy. Đó. À thế bây giờ Nam dịch giúp thầy giáo một câu nào. Là chúng tôi muốn học tiếng Nga. Мы хотим. Да. Мы хотим говорить по-русски. Мы хотим gì? Мы хотим мы хотим изучать. Да. Русский. Да. Русский. Мы хотим изучать русский. Русский mới là Nga thôi, còn tiếng đâu rồi? Язык. Язык là tiếng đấy. Язык là tiếng Nga đúng không nào? Đấy. Мы хотим изучать русский язык. Đấy. Мы хотим изучать русский язык. А, chúng ta có cả tập hợp từ русский язык có nghĩa là tiếng Nga. Chúng ta học thuộc nó luôn. Русский язык. Đấy. Đó. À đó, русский язык. Мы хотим изучать русский язык. Đúng không nào? Đấy. À thế thơ nói giúp giúp thầy giáo một câu là cô ấy muốn học tiếng Nga. Cô ấy muốn học tiếng Nga. Anna. Anna. Anna khô chết. Học là gì? U chít. Anna khô chết u chít. Ruski. Ruski yevuk. Yezik. Yezik. Anna khô chết u chít ruski yezik. Anna khô chết u chít ruski yezik. Đấy. Anna khô chết u chít ruski yezik. À đúng chưa nào? Đó. À thế bây giờ tiếp theo. À, đây là các em cần phải làm gì nào? Các em cần phải nói nhiều cái động từ này cho nó quen đấy. À nói là gì? Я хочу, ты хочешь, он хочет, мы хотим, вы хотите, они хотят. Đấy. À ngồi nói như thế 10 lần đi. Đấy. À sau khi nói 10 lần chúng ta đã quen quen rồi. Nếu mà tí nữa lại quên nói thêm 10 lần nữa. Đúng không nào? Đấy. Đó. À cứ nhẩm nhẩm như thế thì viết những cuốn bài ra, đút vào túi, thỉnh thoảng lôi ra đọc. Đấy. À, đi đâu ngồi đâu đó lôi ra đọc lầm nhầm thôi đấy đó thấy chưa nào. Cho nên là gì, các em cần phải làm việc đó đấy thì các em mới quen được cái cách chia của động từ. Хорошо. Tiếp theo chúng ta sẽ có động từ думать. Думать đây là động từ думать đấy. Я думаю, ты думаешь, он думает, мы думаем, вы думаете, они думают. Đây là động từ đặc trưng của dạng chia theo nhóm một đấy. Giống hệt động từ изучать. À động từ này chia chả phải suy nghĩ gì cả. À думать là động từ chia nhóm 1. Trước khi chia chúng ta bỏ T và dấu mềm. Đấy. À đó. Đây bỏ T và dấu mềm. T và dấu mềm. Sau đó chúng ta chia thôi. Còn lại cái gốc do mà. Я думаю, ты думаешь, он думает. Đấy. À мы думаем, вы думаете, они думают. À đó, thấy chưa nào? Так. À, хорошо. À thế bây giờ thơ chia thử nào. Я. Я думаю. À, так. Stop, 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 stop. À, đọc sai trọng âm đấy. À, đọc sai trọng âm. À, đọc sai trọng âm theo cái kiểu của các bạn đang nói ở Nga đấy.
Các bạn nói ngay, các bạn nói sai trọng âm nhiều đấy. Du mayu. Ye du mayu. Tui du mayes. Du mayu. On du mayet. Mui du mayem. Đấy. Vui du mayet che. Anh du mayu. Đó. Tạc. Nhớ chưa nào. À bây giờ em chia lại nào. Nói đúng trọng âm nào. Ya. Ya du mayu. Đấy. Sai rồi. Này du mayu là thế nào? Có trọng âm ở A đâu. Trọng âm ở U này cơ mà. Ya du mayu. Mayu. Ya du mayu. Đà đúng rồi. Tươi. Tươi du. Tươi du. Tui du mai yes. On. Tui du mai yes. On du mai yes. Da. Vui. Mười. Mười du mai yes. Da. Mười du mai yes. Vui du mai yes. Vui du mai yes. Anh nhí. Anh nhí du mai yes. Đúng rồi. Đã bây giờ mới đúng trọng âm đấy. Đó. Đúng trọng âm. À, nói như thế đấy. Có nhiều em hiện nay đang ở Nga nhưng mà các em nói là ya du mayu đấy. Đó nghe rất buồn cười đúng không nào đấy. À đó, à, trường hợp học sinh học với mình phải gặp đến 4-5 người rồi đấy. À đó. Thế cho nên là gì? À các em nói phải nói đúng trong âm này. Ya du mayu. Tui du mayes. On du mayet. Mui du mayem. Vui du mayet. Anh du mayu đấy. À đó, bây giờ nam chia nào. Nam chia giữ thời gian nào. Ya. Ya du mayu. Đã tươi. Tôi du mày em. Đã, хорошо. Он du mày em. Мы du mày em. Đã, хорошо. Вы du mày chè. Đã. Anh du mày. À, anh du mày vậy đấy. À, đây động từ du mắt có nghĩa là gì? À, động từ du mắt có nghĩa là suy nghĩ đấy. Suy nghĩ. Tôi suy nghĩ, cậu suy nghĩ, vân vân này khác đấy. À, đó. Tiếp theo, à, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau học một cái phần hôm nay đó là gì? À đó là một cái phần hơi khó một chút đấy, hơi khó một chút. Nhưng mà gọi là khó thôi nhưng nó có hệ thống cho nên rất là dễ nhớ đấy. À đó. Khó nhưng mà khó theo kiểu có hệ thống. Tác vụt. À đầu tiên chúng ta có tên quốc gia Russia. Đấy. Russia là nước Nga. Russia, trọng âm rơi vào đâu nào? À trọng âm rơi đến đấy. Russia. À nếu mà nước Nga thì có tiếng Nga Ruski yazyk. Russia, Ruski yazyk. À thế người đàn ông ở Nga thì gọi là Ruski. Ruski là người Nga, người đàn ông Nga. Và người phụ nữ Nga gọi là Ruskaya. Ruski. Ruskaya, đấy. Thế và họ nói thì nói gì? Nói tiếng Nga по-русски. Đấy. Они говорят по-русски. À đúng không nào? Đấy. Đó. Они говорят. À chúng ta sẽ viết thêm một cái chữ vào đây để cho các em dễ hiểu nhé. Они говорят. À đấy. Они говорят. Они говорят по-русски. Đấy. À đó. Thấy chưa nào? Вот так. Để vào đây cho em thấy nhé. Они говорят по-русски. Вот так. À đó. À thế như vậy là đây cái nó có tính hệ thống là gì nào? Nó liên quan đến một từ đấy. Liên quan đến một từ. À, từ đây là gì? Từ nước Nga. Russia. À, Russia là nước Nga. Nước Nga có tiếng Nga. À, Ruski. Mà trong nước Nga thì có người đàn ông Nga, người phụ nữ Nga. Người đàn ông Nga là Ruski. Người phụ nữ Nga là Ruskaya. Đấy. Và họ nói tiếng gì? Они говорят по-русски. Đấy. À, đó. Thấy chưa nào? Các em hiểu cái cách mà thầy giáo trình bày chưa? Yeah. Hiểu rồi đấy. À thế bây giờ Nam nói thử nào. À, Nam nói thử. À Nam nói thử cái thầy giáo nào. À, Russia. Russia. Ruski yazyk. Ruski yazyk. À đấy. À Nam không phát âm được cái chữ R này đấy. Ruski. À, em nói là Ruski đấy. Ruski yazyk. Nói lại. Ruski. Đà. Ruski yazyk. Ruski yazyk. Đà. Tiếp theo nào. Ruski. Ruski. Ruskaya. Ruskaya. Ruskaya là cô gái người Nga đấy. À tiếp theo là gì nào? Paruski. 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 Paruski là nói bằng tiếng Nga đấy. À hiểu chưa nào? Thế là thơ nói thử nào. Russia. Russia. Да. Русский язык. Русский язык. Да. Русский русская. Ruski, Ruskaya. Ruskaya. Ruskaya, đúng rồi. Ruskaya là người Nga đấy.
À bây giờ thơ mà gặp một người phụ nữ nào ngoài đường đấy, người ta nói là Yaruskaya, tôi là người Nga, Yaruskaya đấy. À ta có nghĩa là bà ấy nói rằng là bà ấy là người Nga đấy. Paruski, Paruski là nói tiếng Nga đấy. Paruski, Paruski. Paruski đấy là nói tiếng Nga. Tác vụ khá. À thế vừa rồi chúng ta đã học xong những từ liên quan đến nước Nga đấy. Mình sẽ học tiếp những từ liên quan đến nước Mỹ đấy. Đó, thấy chưa nào? Ô tả của đấy. À những từ liên quan đến nước Mỹ thì người ta nói như thế nào? Nước Mỹ là gì? Nước Mỹ America. America. America đấy. America, America. America đấy. Tạ America. America. America thì ở đây chúng ta thấy trọng âm rơi vào đâu? America America. đấy. À America. nước Mỹ thì có cái ngôn ngữ của nước Mỹ là gì? Là tiếng Anh. À, đó không phải là tiếng Mỹ mà là tiếng Anh đấy. Angliski yezik. À đúng không nào? Có phải vậy không? Đấy. English. Angliski yezik đấy. Sao? Angliski yezik. À Please. đó, thế tiếp theo nào. Tiếp theo sẽ có người Mỹ, người đàn ông Mỹ. Americanets. 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 À, Nam đọc thử nào. Americanets. American. À, trọng âm nào. Americanets. American. Đúng rồi, Americanets đấy. À nói như vậy, Americanets. Đó. American. Và American. người phụ nữ người Mỹ, Americanka. America. Americanka, trọng âm rồi đây đấy. Americanka. À đó. Thế America. và họ nói tiếng Anh. À như говорят по-английски. Em nói là по-английски. Anh Panglisky có nghĩa là bằng tiếng Anh đấy, họ nói bằng tiếng Anh đấy. À, họ nói bằng tiếng Nga. Paruski, Panglisky đấy. America, Anglisky is Americanets, Americanka, Panglisky đấy. Đó, bây giờ là thử thách đối với thơ nào. À, nước Mỹ nào. America. America. Đúng rồi, đó America. À, thế tiếng Anh nào. Anglisky is Yezực. 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 Anglisky yezực. Đấy. English yezực. À yezực. Đấy. À em nói cái chữ yezực như thế nào. Yezực. À thì ta nói viết lại cho em nhé. À cái chữ này sẽ nó sẽ nói như thế nào. Đấy. À, viết đây nhé. Ia. Thấy chưa nào. À đây là chúng ta sẽ viết là Ia. 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 Dực. Đó. À, yết dực. Yêu Đó. Yết dực. Yết dực. Yết dực. Yết dực. Đó. dục Yết dực. Đã. Đây là phóng to đây cho em nhìn. Đó. Thấy chưa nào? Yết dực. Yết dực. Yết dực. À, đó. Thơ nói nào. Yết dực. À, đúng rồi. Yết dực. Yết dực. Giờ chứ giờ này giờ thường không không nói không không nói luyến lấy đấy. Yết dực. Yết dực. 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 Yết dực. À, em nói lại nào. Yết dực. Đã Anglisky yezik. English Đã Anglisky yezik, yezik trong âm rơi vào âm ư đấy. Anglisky yezik, yezik, Anglisky yezik, хорошо. Tiếp theo nào, người đàn ông Mỹ America nhật. America Đúng rồi, người phụ nữ Mỹ là Americanka. America Đã Americanka đấy. À ta Americanka ta хорошо. À bây giờ chúng ta sẽ có chúng ta sẽ có tập hợp từ Panglisky. và English À Panglisky. À thế em chia động từ gavarit nào. Ia. Yeah, Riu. Ia gavariu. Đúng không? Ia gavariu. Ia gavariu. À em nói là tôi nói tiếng Anh nào. Ia gavariu Panglisky. Yeah, Panglisky đấy. À em nói là anh ấy nói tiếng Nga nào. On говорит по-английски. À по-русски. Ông Говорит по-русски.
по-русски. Да, он говорит по-русски. По-русски. Да, он говорит по-русски. Я говорю по-английски, а он говорит по-русски. Tôi nói tiếng Anh, cô anh ấy nói tiếng Nga đấy. À, ta khá show. Thế vừa rồi là chúng ta đã biết cách nói American English, Americanец, Американка và по-английски đấy. À, ta bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp. À, chúng ta sẽ xem về đất nước nào đây? À, đó là đất nước Tây Ban Nha. À, đất nước Tây Ban Nha thì sẽ gọi là España. España. España là danh từ chỉ nước Tây Ban Nha. España. Nam đọc thử España. España. Đã. Thế và tiếng Tây Ban Nha Spanish язык. Spanish язык. Đã. À thế người đàn ông Tây Ban Nha Spaniard. Spaniard. Đã. Người phụ nữ Tây Ban Nha Hispanica. Hispanica. Đã. Spaniard Hispanica. Đã. Và nói tiếng Tây Ban Nha говорит по-испански. По-испански. Да, они говорят по-испански. Em nói они là... говорили... Говорят. Они... они говорят. Они говорят по-испански. По-испански, да? Они говорят по-испански. Так, хорошо. А, thế như vậy, đó là gì? À, đó là à, về Tây Ban Nha, да? А, bây giờ thơ nói thử nào. Испания. Испания. Испанский язык. Испанский язык. Язык. Испанец. Испанец. Как это? Испанец. Испанец. А, ở cuối đấy. Ở cuối có chữ sở đấy. Испанец. Испанка. Да, испанка. Испанка. Да, по-испански. По-испански. Да, đó là về Tây Ban Nha đấy. À, tiếp theo chúng ta sẽ xem chúng ta có à, có nước nào tiếp theo nào? Đó là à, nước Đức đấy. Nước Đức của chúng ta. Germania. Germania là nước Đức. Germania. À, Nam nói thử nào. Germania. Germania. À, ở nước Đức thì có tiếng Đức. Niemiecki язык. Niemiecki язык. À, Niemiecki язык. À, và người Đức. Niemiec. Niemiec. Немец, người đàn ông Đức đấy. À, cô gái người, cô gái người Đức, немка. 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 Немец, немка. Và nói tiếng Đức, по-немецки. 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 Да, cái chữ này chúng ta đọc ski đấy. По-немецки. À đó, thơ nói là và Nam cố gắng nói nhẩm nhẩm theo đấy. À thơ nói là Германия. Германия. À, đó là nước Đức. Немецкий язык. Немецкий язык. Язык, hả đấy? Язык. Язык. Đây, em nói như thế này. Язык. 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 Giờ. Язык. Giờ, giờ thường. Язык. Язык. Да, язык. Đấy, à, đó. À, tiếp theo nào. Немец. 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 Немец là... Немец. À, là người đàn ông Đức đấy. Немец. Немка. Немка. Немка là cô gái người Đức đấy. À, nói họ nói tiếng Đức. Они говорят по-немецки. По-немецки. À, они говорят по-немецки. По-немецки. À, em nói cả từ они говорят. Они говорят по-немецки. А, по-немецки. 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 Đấy. À đó. Vậy thì cần phải xem video lại nhiều lần, cố gắng nói theo nhé. Đấy. Tạc, bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp xem chúng ta còn à, còn nước nào nữa nào. À, chúng ta còn Finlandia. Finlandia. Finlandia là Phần Lan. Đấy. Finlandia. Finlandia. À đó, Phần Lan. Tiếng Phần Lan. Finski. Язык. Finski. Язык là tiếng Phần Lan. À bây giờ thơ nói tiếp nè. Finlandia. Finlandia. Đây là Ilia, Ia. Finlandia. Finlandia. Đã. Tiếp theo nè. Finski язык. Finski язык. Finski язык. Tiếp theo nè. À, người đàn ông Phần Lan. Fin. Fin. Cô gái Phần Lan.
cô gái Phần Lan, Finka. Finka. Finka, đấy. Người đàn ông Phần Lan, Fin. Cô gái Phần Lan, Finka. Đấy. À, đó. Fin, em nói nào. Người đàn ông Phần Lan, Fin. Fin. Finka. Finka. Они говорят по-фински. Они говорят по-фински. По-фински, да? А, вы за нам нói на. Финляндия. Финляндия. Финский язык. Финский язык. Фин. Фин. Финка. Финка. По-фински. Pafinski. Pafinski, đấy. À, là nói tiếng Phần Lan, đấy. Ta, à, bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo, à, xem còn nước nào nữa, đấy. À, đây chúng ta có Anjur. À, cái tiếng nước này đối với em là hơi khó khó đấy này. À, Anjur. Đó. À, bây giờ thầy giáo viết vẽ vào đây cho nên là nó có mấy cái chữ này đấy. À, xóa bỏ đi này. Đó. Bất tạc. À, thế bây giờ chúng ta sẽ đọc nào. À, chúng ta có từ. À, Nam đọc chút thầy giáo nào. Anjur. Anjur. Anjur, Anjuri đấy. Ar ở từ ở Anjuri thì có tiếng Ả Rập. Arabski yazık. Arabski yazık. Arabski yazık. Đà, thế người người Anjuri là người Ả Rập. Arab. 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 Arab là người đàn ông Ả Rập. Arabka là người phụ nữ Ả Rập. Arabka. Arabka. Đà, Arabka là người phụ nữ Ả Rập đấy. Và họ nói tiếng Ả Rập. Они говорят по-арабски. Они говорят арабски. По-арабски. По-арабски. Đấy. À, thơ nói thử nào. Anjur. Anjur. Jur, да. À, tiếng Ả Rập. Арабский язык. Арабский язык. Да. Người đàn ông Ả Rập. Арап. Арап. À, chữ bờ chúng ta đọc là bờ. Đấy. Арап. 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 Да. À, thế người phụ nữ Ả Rập, Arab, Arabka. Arabka. Đã. Và nói tiếng Ả Rập, Pa-Arabski. Pa-Arabski. Đã, Pa-Arabski. À, đó, thế nhé. À, thế bây giờ chúng ta xem tiếp nào. À, lại còn tiếng gì đây nữa? Tiếng Ba Lan, đấy. À, tiếng Ba Lan là tiếng cuối cùng của chúng ta, đấy. À, bất tạc của... À, tiếng Ba Lan. Tiếng Ba Lan là Polsha. Polli. Polsha. Polsha. Em nói nè. Polsha. Polsha. Đã. Nam đọc nè. Polsha. Polsha. Đã. Tiếng Ba Lan là Polski yazık. Polski yazık. À, Polski yazık. Đấy. Polski yazık. Thế và cái người đàn ông Ba Lan là Palyak. 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 À, thế cô gái Ba Lan là Polika. Polika. Đã. Palyak. Polika. Đấy. Và nói tiếng Ba Lan, Papolski. 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 Poli. Polski. Đấy. L mềm đấy. Có chữ L mềm. Papoli. Papolski. Em nói lại. Papolski. Papolski. Đã. Papolski đấy. À, đến đây thì chúng ta đã học xong về một số cái từ mà liên quan đến bài đọc của chúng ta đấy. À, có từ Polsha. Polski yazık. Palyak. Palyak. Polika. I Papolski. Bây giờ thơ đọc thử giúp thầy giáo nào. Polsha. Polsha. Poli. Poli. Polsha. Polsha. Da Polsha. Da Polsha là Ba Lan. À, Polski yazık. Polski yazık. Polski. Polski yazık. Yazık là tiếng Ba Lan. Palyak. Palyak. Da Polika. Palyak. Polika. Polika. Đúng rồi. Papolski. Papolski. Đúng rồi, em rồi nói rất đúng đấy. À, chị L mềm em nói rất đúng đấy. À, thế bây giờ chúng ta sẽ thử nói Việt Nam nào. Việt Nam. À, đất nước của chúng ta là đất nước Việt Nam đấy. À, tạc. À, đất nước Việt Nam. À, đúng không nào? Ủa. Việt Nam. Ở Việt Nam thì có tiếng Việt Nam. À, đúng không? Tiếng Việt Nam của chúng ta là gì nào? Tiếng Việt Nam là gì? Việt Nam ski. Việt Nam. Việt Nam ski yazık là tiếng Việt Nam đấy, có phải vậy không? Yeah. À, Việt Nam chứ là Việt Nam ski yazık đấy. Thế người đàn ông Việt Nam, người đàn ông Việt Nam là Việt Nam miệt. Việt Nam miệt.
À, người phụ nữ Việt Nam, Việt Nam ca. Đấy. Việt Nam is Việt Nam ca. Việt Nam is Việt Nam ca. Đấy. Việt Nam is Việt Nam ca. À đó. Thế nói tiếng Việt Nam nào. Говорят по Vietnamski. Говорят по Vietnamski. Đấy. Говорят по Vietnamski. À đúng chưa? À Việt Nam, Việt Nam is Việt Nam ca. Việt Nam ski is. À đó. À Nam nói thử nào. Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam ski is. Việt Nam ski is. Đã. Việt Nam is. Việt Nam is. Việt Nam ca. Việt Nam ca. Đã. À pa Việt Nam ski. Pa Việt Nam ski. À pa Việt Nam ski. Đấy. À đó. Thì đến đây là chúng ta đã cùng nhau học xong những cái danh từ, tính từ nó liên quan đến tên một vài nước đấy mà chúng ta sẽ gặp trong bài. À đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ viết một cái đoạn ngắn ngắn. Đấy, viết đoạn ngắn ngắn. Đó. Tác. Viết như thế nào? Chúng ta sẽ viết như thế nào nào? À. Bây giờ chúng ta sẽ viết như thế này nhé. À bây giờ Nam sẽ nói là tôi là người Việt Nam. Nam nói nào. Tôi là người Việt Nam. Dạ Việt Dạ. Dạ Việt Nam ski. Dạ Việt Nam ski. Đấy. Người Việt Nam. Dạ Việt Nam. Dạ Việt Nam ski. Dạ Việt Nam ski. Dạ Dạ Việt Nam ski. Đấy. À Dạ Việt Nam ski. Đó. Tôi là người Việt Nam. À ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi là tiếng Việt Nam. Ngôn ngữ mẹ đẻ. À môi rạt nối dê dực mồi rạt nối dê dực Việt Nam ski mồi rạt nối dê dực Việt Nam ski. Đấy. À. Ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi là tiếng Việt Nam. Thế cái ngôn ngữ mẹ đẻ là gì nào? Dê dực rạt nối dê dực. Đấy. Rạt nối dê dực là ngôn ngữ mẹ đẻ. Đấy. Rạt nối là quê hương à? Rạt nối. Rạt nối là quê hương, ruột thịt thân thương. Đấy. Và nó còn có nghĩa là tiếng mẹ đẻ. Chúng ta gọi là tiếng mẹ đẻ. Người Nga người không gọi tiếng mẹ đẻ. Mà yeah. Người ta, thế thì bố không, không phải là bố không phải đẻ ra mình à? Tại sao không nói tiếng bố đẻ? Đúng không nào? Đó. À vậy thì ở đây gì? Người ta không gọi cái từ đó. Người ta không nói theo kiểu người Việt Nam là tiếng mẹ đẻ. Mà người ta nói là rat nuôi dực, em hiểu chưa? Đấy. À đó. Rat nuôi dực vậy thì người ta chúng ta hiểu tương đương ở trong tiếng Việt đó là gì? Đó là cái tiếng mẹ đẻ. Đấy. Môi rat nuôi dực Việt Nam ski. Đấy. Tiếng mẹ đẻ của tôi là tiếng Việt Nam đấy. À thế bây giờ em nói là tiếng mẹ đẻ của tôi là tiếng Việt Nam. Bây giờ em nói là thành phố quê hương của tôi là thành phố Hồ Chí Minh. Môi rạch nối gorat biết rồi đấy. Môi rạch nối gorat đấy. Gorat Hồ Chí Minh đấy. Hồ Chí Minh. À đó. Thành phố quê hương của tôi là thành phố Hồ Chí Minh. À đó. Môi ra nơi gô rật. Gô rật Hồ Chí Minh. Đấy. Đó. À thế đúng chưa nào? À thế ví dụ người ta nói là gì? Hà Nội là thành phố quê hương của tôi. Khăn nổi. Môi. Rật nối gô rật. Đấy. À nói thì nói thế cũng được. Đấy. Khăn nổi. Môi rật nối gô rật. Đúng không nào? Đó. Hà Nội là thành phố quê hương của tôi. Đấy. Đó chạc. À thì nói tiếp theo nào. Chúng tôi nói tiếng Việt Nam. Мы говорим по-vietnamski. Мы говорим по-vietnamski đúng chưa nào? Đó. Đấy. Я vietnamец. Мой родной город. Мой родной язык vietnamski. Đấy. Мой родной город. Город Hồ Chí Minh. Hà Nội môi rạch nối gô rạch hoặc là Hồ Chí Minh môi rạch nối gô rạch cũng được đấy. À мы говорим по vietnamski. À đúng chưa nào? Đấy. À thế thơ nói thử nào. Thơ nói thử tôi là người Việt Nam. Thơ sẽ nói như nào? Я Việt Nam ca. À đúng rồi đấy, em phải nói là gì? Я Việt Nam ca. Đấy. Я Việt Nam ca. À đó, em là con gái mà đấy. Thế em nói tiếng mẹ đẻ của tôi là tiếng Việt Nam. Môi rạch nối gô rạch đúng rồi. Cái từ gì Việt Nam ski. Môi rạch nối dê dực đấy. Đúng không?
Em phải nói là môi rất nổi dưới dứt Việt Nam ski. Đấy. Đó. Thế bây giờ nói thành phố quê hương của tôi là thành phố Hồ Chí Minh. Môi Rasnoy Goros Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh. Đã. Thế em nói là chúng tôi nói tiếng Việt Nam. Mới 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 gavarim pa Việt Nam ski. Đã, мы говорим по-вьетнамски, да? Мы говорим по-вьетнамски. Đó. À, thế bây giờ em nói là bạn tôi là một giáo sư nổi tiếng. Bạn tôi là gì? Môi trục Môi druk. À, nổi tiếng chúng ta học rồi là gì nào? Известный. Известный. Профессор. À, chúng ta có từ профессор. Đấy. Môi druk известный профессор. À, chúng ta học luôn cả cụm từ này. Đấy. À, muốn nói được nhanh thì chúng ta phải học cụm từ chứ không học câu, nó học từ. Học từ nó sẽ nói lâu, học cụm từ sẽ nói nhanh hơn đấy. Môi druk известный профессор. À, thơ nói thử câu này nào. Профессор. Профессор. Да, профессор. Мой друг известный профессор. Đấy. À, он вьетнамец. Ông ấy là người Việt Nam. On Việt Nam On Việt Nam yes. Đấy, on Việt Nam yes. Đấy. À đó, ông ấy nói tiếng Việt Nam. On говорит по vietnamski. À, on говорит по vietnamski, đúng không nào? Ông ấy nói tiếng Việt Nam, on говорит по vietnamski. Đấy. À đó. Nhưng ông ấy còn nói cả tiếng Anh và tiếng Pháp. No. Он говорит и по-английски. И по-французски. À đó. À nhưng ông ấy nói cả tiếng Anh và cả tiếng Pháp đấy. À nói cả tiếng Anh và cả tiếng Pháp thì người ta dùng thêm cái chữ y vào đây. Đấy. Non говорит по-английски. И по-французски. Đấy. À đúng nào? Tak. À tak. No on говорит и по-английски, и по-французски. Đấy. À thế Nam nói thử nào. On говорит по-английски и по-французски. No on говорит по-английски и по-французски. Французский, да? И по-английски, и по-французски, да? À, đấy, đúng không nào? Đấy. Так. À, thế bây giờ Nam nói câu là bạn gái của em là một nhà báo. Моя подруга. Подруга. Nhà báo nổi tiếng. Bạn gái của em là một nhà báo nổi tiếng. Известный. Người. Nhà báo là gì? Journalist. Đấy. My подруга известный журналист. Cô ấy là người Nga. Anna. Anna. Người Nga. Русская. Đấy. Русская. Anna русская. Đấy. À. My подруга известная журналист. Известный журналист. Đấy. Anna русская. Đấy. À, đấy. Cô ấy nói tiếng Nga. Cô ấy nói tiếng Nga nè. Anna. Anna говорит. Говорит по-русски. Русский. Đấy. Она говорит по-русски. Đấy. À, đấy. Cô ấy nói tiếng Nga. Đấy. Cô ấy còn nói cả tiếng Anh và tiếng Việt Nam. Она Она еще còn nói. Еще. Она еще говорит по-английски. английский и И вьетнамский. по-вьетнамски. Đấy. À đó. Cô ấy anh ấy говорит по-английски и по-вьетнамски. Đấy. À đó, cô ấy còn nói cả tiếng Anh và cả tiếng Việt Nam. Đấy. Nói vậy. À thế như vậy là gì? Bài ngày hôm nay là chúng ta học khá nhiều từ mới đấy. Và các tập hợp từ. Ở đây các tập hợp từ này các em cần nghe đi, nghe lại, nghe đi, nghe lại đấy. À, bởi vì khi các em nghe học từ tốt rồi, xem các tập hợp từ này tốt rồi thì chúng ta vào bài học nó rất dễ đấy. Tắt.
À đó. Thế vậy thì sang ngày hôm sau chúng ta sẽ có một cái bức tranh như thế này đấy. Đó. Chúng ta sẽ mô tả từng người một ở trong cái lớp học này đấy. Đó. Anh chàng tôm là người nước nào, ở đâu đến, anh nói tiếng gì đấy. À cô gái này là ở đâu đến, người nước nào, nói tiếng gì, vân vân đấy. À đại khái là như vậy. Đấy. Thế như vậy là bài học của chúng ta sẽ tạm dừng tại đây nhé. À, các em sẽ cố gắng xem lại cái bài Cái video em này. hỏi thế này. Em hỏi đi. Ở cái chỗ da Việt Nam mét thầy, với là da Việt Nam cà lúc lúc này là ngôi em ví dụ em nói là Việt Nam mét Đúng thì dùng rồi. môi như thơ nói Việt Nam ca thì phải dùng Maya ấy thầy. À, Việt Nam ca ở đâu em? Maya ở đâu? Ý là da Việt Nam ca đúng không thầy? Thơ như thơ đang giới thiệu thì Maya Maya Ratnoi da vực chứ thầy chứ sao lại vẫn dùng môi à thầy? Đè. Thế thì cái môi này đấy, cái từ môi này đấy, nó đi theo cái danh từ này chứ nó không liên quan gì đến trên này cả, em hiểu chưa? Đấy, danh từ đây là danh từ giống được, thì nó là tất cả các danh, các đại từ sở hữu tính từ mà bổ ngữ cho nó đi đi theo nó là danh từ giống được thì tất cả mọi cái đều phải giống được hết, đúng không? Đấy, đây là Em cứ môi, tưởng đấy đang là đang nồi vị đấy. đang một Đúng cái rồi, nói đấy, hiểu là rồi, hiểu rồi, hiểu Maya. rồi đấy. Thế vậy gì, nếu mà cái danh từ này là giống cái thì nó mới là Maya, em hiểu chưa? Đó, nếu mà ở đây nó là giống cái thì kể cả em là con trai đi nữa em vẫn phải nói là Maya, bởi vì sao, nó biến đổi theo cái danh từ này đấy, đúng không nào? Tạc à, vứt tạc vứt đấy. À tạc khá show. À thơ có câu hỏi nào không? Dạ không thầy. Không, trời hôm nay giỏi quá, cái gì cũng biết cả rồi đấy. Đấy. Lát là spicy bà. Cảm ơn các em nhé. Hẹn các em trong buổi học ngày hôm sau. Đức Svida nhé. Dạ em cảm ơn em chào thầy. À, Đức Svida nhé. Paka. Paka. Đây.